công ty nổi tiếng Apple sẽ thiết kế và sản xuất hàng triệu tấm bảo hộ che mặt cho nhân viên chăm sóc y tế như là một phần trong nỗ lực của họ nhằm giúp cho các công nhân chiến đấu với virus Vũ Hán tại Hoa Kỳ. Đài Loan cũng đã vừa tuyên bố là sẽ chi 35 tỷ Mỹ Kim để mà giúp đỡ các quốc gia trong cuộc khủng hoảng chống dịch virus Vũ Hán. Bà Thái Anh Văn phát biểu rằng chúng tôi sẽ quyên góp mặt nạ và các nguồn cung cấp dụng cụ y tế khác cho các đồng minh và các quốc gia bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh. 2 triệu mặt nạ sẽ được tặng cho Mỹ, các khoản quyên góp khác sẽ đưa tới châu Âu. Các quốc gia đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vừa qua Đài Loan, các khẩu trang y tế được sản xuất và đóng dấu chủ quyền quốc gia ngay trên các sản phẩm có hình bản đồ và dòng chữ MADE IN TAIWAN trong cuộc họp báo với lực lượng đặc nhiệm virus vũ hán tổng thống mỹ donald trump nga đã nhấn mạnh là sẽ cắt giảm tiền trợ cấp cho tổ chức y tế thế giới vì đã bao che về vấn đề đại dịch trong bối cảnh này thiết nghĩ tất cả những con người dù là trọng nghĩa hay là dù là một quốc gia công ty hay là từng cá nhân hay là sắc tộc đều dồn hết chung sức chung tay chống vào đại dịch dù là da vàng da trắng á châu họ đều hướng về sự nhân bản và lương thiện, nguồn gốc sự sống của con người. Phải chăng những con người đang tự ngồi đó bơi móc chửi rủa những người khác đang cố gắng để giúp cho nhân loại vượt qua khó khăn này thì hỏi biết liệu có hổ thẹn và tư vấn với lương tâm mình hay không? Hơn bao giờ hết nhìn bố cục chung, dù là thế giới đang đương đầu với bao khó khăn, nhưng sự gắn kết hiền như đang hiện diện và càng lan rộng hơn nữa, đây hết sức là vui mừng cho cuộc sống của con người đứng trước một đại họa không riêng gì cho ai và không riêng gì cho một tổ quốc hay là quốc gia nào, mà là cho toàn thể nhân loại. Những bàn tay dù nhỏ bé cũng đang chung tay vào để giúp cho thế giới vượt qua khó khăn này. Nhiều người Việt mơ trở thành công dân một nước thiên đường nào đó khi bỏ tất cả những gì ở quê hương. Nên mọi mưu toan tính toán kết hôn với người xa lạ để mà ra nước ngoài định cư. Sau đó mất cả chỉ lẫn chài chỉ vì những toan tính cá nhân lên kế hoạch giả ly hôn nhưng cuối cùng lại thành thật thì mất tất cả. Tôi sang Úc làm nghiên cứu sinh và đưa vợ con sang cùng. Mục đích của tôi là muốn vợ sang Úc để mà làm thêm và trông nom con cái học hành thời gian đầu thì hai vợ chồng phải sống ở hai thành phố nên cuối tuần mới gặp được nhau sau hai học kỳ tôi về nước để làm khảo sát và thí nghiệm phục vụ cho đề tài nghiên cứu vợ và các con tôi ở lại úc tôi bàn với vợ giờ các con cũng đã quen với cuộc sống ở bên đó vợ tôi cũng đã kiếm được công việc ổn định ở một công ty thu nhập cũng khá là ổn định đủ trang trải cho việc học tập sinh hoạt của ba mẹ con vợ chồng tôi đã bàn nhau lên kế hoạch để định cư lâu dài ở úc nhưng các điều kiện để được định cư rất khó khăn cách dễ dàng nhất là kết hôn với người dân nước sở tại nhưng cách này sao mà làm được khi mà chúng tôi đã là vợ chồng sau nhiều đêm vắt tay lên chán suy nghĩ mất ăn mất ngủ tôi mạnh dạn nói với vợ hay vợ chồng mình giả ly hôn để em làm kết hôn giả với một người bên úc rồi sau khi đã hoàn thành thủ tục em ly hôn mình làm thủ tục để kết hôn lại cách làm này vừa thuận vừa đỡ tốn kém ban đầu vợ tôi chối đây đẩy sợ rằng trong thời gian xa cách về mặt pháp lý hai vợ chồng đã ly hôn thì tôi sắp thay lòng đổi dạ cô ấy khóc vì cho rằng tôi nghĩ mưu để mà đẩy mình ra xa nhưng sau những lời lẽ thuyết phục của tôi một thời gian dài sau đó cô ấy đồng ý và bắt tôi hứa là không được phản bội rằng là dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải ở bên ba mẹ con cô ấy tôi đồng ý hai chân hai tay và xuất tiến làm thủ tục ly hôn phiên tòa xử ly hôn của tôi có lẽ là lạ nhất từ trước đến giờ. Khi cả hai đã ký vào tờ giấy thuận tình ly hôn, cả nhà lại vui vẻ nắm tay nhau đi ăn ở nhà hàng. Hai con tôi còn quá bé để mà hiểu bố mẹ chúng đang toan tính điều gì. Đừng đi ăn nhà hàng thì chúng thích cười tít mắt lại. Một tuần sau, vợ và hai con tôi ra sân bay để quay lại Úc. Đêm trước khi bay, cô ấy rụi đầu vào vai tôi thổn thức nói rằng kiểu gì anh cũng không được phụ bạc mẹ con em. Tôi bảo bây giờ anh chẳng có gì trong tay Tất cả tài sản con cái là của em Vậy chẳng lý do gì anh lại phụ bạc em cả Vợ tôi yên tâm thiếp đi Còn tôi cứ vơ vẩn trong đầu một nỗi lo mơ hồ Hai tháng đầu Ngày nào vợ chồng tôi vẫn thư từ điện thoại FaceTime qua lại Sau thư dần vì cô ấy kêu bận Mỗi lần nói chuyện tôi lại giúp cô ấy chuyện tìm người để mà kết hôn Cô ấy gật đầu cho qua rồi lảng sang chuyện khác Tôi nhớ như in vào ngày mùa thu nắng đẹp và gọi điện bảo em đã tìm được người để mà kết hôn. Không phải mất tiền qua môi giới, ngày mai sẽ đi làm các thủ tục cuối cùng. Nhận được tin, tim của tôi đập rộn ràng, buồn lo, vui mừng, khó tả. Tôi không ngờ bữa cơm trưa hôm ở tòa án về, đó là bữa cơm cuối cùng tôi được đưa vợ con vui vẻ ăn uống ở nhà hàng. Các cuộc gọi điện thoại thư từ càng thưa hơn. Tôi cũng bận vào việc thu gom kết quả nghiên cứu nên cũng không có thời gian để mà quan tâm nhiều. Chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm lũ trẻ thế nào Sau 6 tháng tôi trở lại Úc Tự đi taxi về nơi ở Theo địa chỉ vợ tôi cho Đến nơi thì cửa khóa Đoán chắc giờ này thì lũ trẻ chưa về Vợ tôi chắc cũng đã đi làm Bà chủ nhà thấy tôi Chạy ra hỏi giam ba câu Điều rồi đưa chìa khóa nhà cho tôi Tôi mở cửa bước vào Căn nhà như là không có hơi người ở Mọi đồ đạc đều trùng khăn chống bụi Tôi bắt đầu thấy lo lắng Và bắt tay vào dọn dẹp bày đồ đạc sách vở ra bàn. Sẫm tối, vợ tôi lái xe đưa hai con về đến nhà, hai đứa trẻ thấy bố thì nhào đến ôm. Tôi toan vòng tay ôm vợ thì cô ấy né qua đi thẳng vào bên trong. Cô ấy bảo em để hai con ở đây với anh đêm nay, sáng mai em qua sớm đón các con đi học. Tôi đứng như là trời trồng giữa nhà, không hiểu vợ đang nói gì. Tôi kéo cô ấy vào phòng riêng, dồn vào góc tường, nghiến răng hỏi, đang có chuyện gì? Em nói cho anh biết, cô ấy khóc và xin lỗi tôi rằng em đã hết yêu anh Em đã kết hôn với người khác Ban đầu nghĩ là giả nhưng sau em thấy rằng không thể bỏ người ấy được Trời đất như sụp đỏ Mắt tôi không còn nhìn thấy gì Tai thì ủ đi Tiếng hai đứa con đùa nhau ở phòng ngoài như là tiếng côn trùng kêu hỗn loạn trong đầu tôi Giờ đây nghĩ lại tôi không dám tin vào những gì đã xảy ra cho cuộc đời tôi Tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống và không biết sẽ bắt đầu từ đâu trong cuộc đời của tôi đất nước mặt trời mọc nới lỏng các quy định về tiếp nhận người lao động Việt Nam, khiến cho người lao động Việt có cơ hội đưa gia đình sang Nhật định cư lâu dài sau khi Quốc hội Nhật Bản vừa chính thức thông qua dự luật này. Như vậy chính thức Nhật Bản đã mở cửa đón lao động nước ngoài. Quốc hội Nhật Bản vừa chính thức thông qua dự luật nới lỏng các quy định về tiếp nhận người lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam. Luật mới cho phép công dân nước ngoài có kỹ năng, trình độ trong các lĩnh vực thiếu lao động ở Nhật được cấp thị thực 5 năm, không được phép mang theo gia đình, lao động trong những lĩnh vực trên nhưng có bằng cấp cao và vượt qua được bài kiểm tra tiếng Nhật, cấp độ khó có thể sẽ được cấp thị thực vô thời hạn, tức là có khả năng được định cư và đưa gia đình tới sống cùng. Với chương trình mới này thì chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp nhận là 345.000 lao động nước ngoài trong thời gian tới. Cụ thể là chính sách tiếp nhận lao động mới có 14 ngành nghề bao gồm nông nghiệp, điều dưỡng, chế tạo chế biến thực phẩm, xây dựng, đóng tàu, ngành khách sạn, nhà hàng, đánh cá, vệ sinh tòa nhà, chế tạo máy, điện điện tử, kỹ thuật ô tô, hàng không và gia công nguyên liệu. Từ thành phố Osaka của Nhật, thực tập sinh Quang Thế có thâm niên 4 năm làm trong ngành cơ khí tại một công ty của Nhật, phấn khởi cho hay. Từ khi Quốc hội Nhật thông qua luật mới, những người đang được gia hạn thêm 2 năm rất quan tâm. Thời gian tới nếu nhà chức trách sở tại tổ chức kỳ thi tiếng Nhật để mà tiến đầu vào theo chương trình mới, thì em sẽ ôn học tiếng Nhật tốt hơn để vượt qua kỳ thi này. Quang Thế cũng cho hay anh đã đạt chứng chỉ N3 tiếng Nhật tương đương với mức đọc hiểu và giao tiếp được cách nay 2 năm. Cộng với tay nghề khá là tốt ngành cơ khí nên hoàn toàn tự tin để mà bước vào kỳ thi tìm kiếm cơ hội ở lại Nhật làm việc lâu dài. Công việc hiện tại của em khá là tốt trừ chi phí ăn uống sinh hoạt. Em vẫn tích lũy được một khoản kha khá để gửi về cho gia đình. Thế chia sẻ như vậy, Nữ thực tập sinh Lê Thúy quê Nghệ An đang làm nhân viên lắp ráp điện tử tại một công ty ở Nhật cũng chia sẻ đã sang Nhật làm việc được hơn một năm nay. Thí nữa rằng từ công việc đến nếp sống của người Nhật rất chi tiết, kỷ luật lao động cao cùng có mức thu nhập cũng khá là tốt nên đa phần các thực tập sinh đều có tâm nguyện ở lại Nhật làm lâu dài hơn. Ông Nguyễn Thế Đại làm phó tổng giám đốc công ty cổ phần xuất khẩu lao động và dịch vụ thương mại Biển Đông đánh giá rằng lật nới lỏng các quy định về tiếp nhận người lao động nước ngoài của Nhật có lợi cho người lao động. Theo đó, công ty đang tổ chức đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất khang trang hơn để kịp đáp ứng chương trình mới. Tuy vậy, đối với thị trường Nhật thì ngoài kỹ năng nghề thành thạo thì vốn tiếng Nhật cũng phải là khá giỏi mới đáp ứng yêu cầu công việc. Có điều là nhiều em có tâm lý muốn xuất cảnh nhanh nên không chú tâm học tiếng Nhật. Đó là một bất lợi khi các em sang Nhật làm việc và hòa nhập với cộng đồng. Ông đã lưu ý như vậy từ bà Dương Thị Thu Cúc là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sài Gòn cũng nhận xét rằng chương trình tiếp nhận nhân lực mới của Nhật rất có lợi cho người lao động về tiền lương, chế độ an sinh, thời gian làm việc kéo dài và có lợi cho lao động có bằng trung cấp cao đẳng và có vốn tiếng Nhật khá giỏi có thể đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng của Nhật. Như vậy thì công ty chuẩn bị gì cho chương trình mới này triển khai? Các bà Cúc thì các công ty phái cử trong nước cần chủ động đào tạo tiếng Nhật tối thiểu là N3 cho học viên, nhất là ngành điều dưỡng, khách sạn để các em hòa nhập nhanh, làm việc tốt và không bị thi rớt phải về nước. Còn ông Lê Long Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, người mới đây đã được Quốc hội Nhật Bản mời đóng góp ý kiến về dự luật nới lỏng các quy định về tiếp nhận người lao động nước ngoài. Đánh giá là luật này có nhiều điểm mới và có một số thay đổi so với thiết kế ban đầu. Ví dụ như là điều số 7 của luật mới đề cập đến việc ngăn chặn tất cả hình thức có sự tham gia của cầu mồi, các tổ chức xấu thu tiền bất chính của lao động kỹ năng tại quốc gia, phái cử những người đến Nhật để mà lao động. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng